được thương em rồi, nhưng anh biết làm sao trả lời. Em trách anh sao biến thương em quá muộn, cho em đợi chờ như tím cả xuân xanh. Lần này về phép anh sẽ đến em, xin chào các bác, chào mừng các bác quay trở lại kênh âm thanh Bãi HD. Trong video clip buổi trưa ngày hôm nay thì tiếp tục cửa hàng lên sóng và cập nhật cho các bác những cái dòng đầy bãi mới về. Trong video này thì em có về hai cái thương hiệu và ba model sản phẩm thì sẽ giới thiệu lần lượt cho các bác. Đây là đều những cái phân khúc công suất rất là lớn cho các bác. Đầu tiên thì hiện tại bên cửa hàng có test cho các bác những con đẩy chi tông, những dòng đẩy thương hiệu công nghệ của Đức và cái model là 800. Và bên cạnh đó thì còn những cái model 700 tiếp tục có hàng về. Và tiếp theo thì bên cửa hàng giới thiệu cho bác những cái dòng cục đẩy máy của Sansui. Những con này thì nó rất là đẹp, hình thức màu vàng gold nhạt. Và chiến áp đều là volume chiến áp bi. Con này thì chạy hoàn toàn máy của Sansui. Những cái dòng máy Sansui thì chất nhạc cực kỳ là hay. Và con này thì có chế độ quạt cảm biến, có nghĩa là khi sử dụng những cái giải tần cao đánh lâu thì quạt sẽ to đều và quạt sẽ khỏe hơn. Và máy móc thì trong tình trạng tất cả còn rất là đẹp. Những cái đời mạch này thì đẹp như mới quá nhá. Đó, những chiếc cục đẩy mà nó rất là đẹp, máy hoàn toàn máy Sansui có vỉ nâng tiếng. Thì em sẽ giới thiệu lần lượt ba mã và báo giá cụ thể cho các bác để các bác tham khảo những cái sản phẩm của bên cửa hàng. Thì cái lô hàng chi tông thì các bác cũng biết là em đã về những cái lô mã từ những cái phân khúc 700W, 900W và hôm nay thì về những cái phân khúc sấp xỉ 1000W các bác nhá. Đó là những chiếc cục đẩy rất là đẹp. Những chiếc đẩy đã qua tuyển chọn và những cái dòng này thì mên mạch nội thất của nó đẹp như mới. Cửa hàng thì có test cho bác là luôn đánh mộc cho bác. Con này thì đằng sau COC CQ tem rốt đầy đủ các bác nhé. Những hàng xịn các bác đánh quá là ok rồi. Với một con đẩy mà các bác có thể đánh được những dòng full đôi 30 hoặc full đôi 40. Con này thì ở trở kháng 8 ohm nó sẽ vào khoảng 950W một kênh các bác nhé. 950W một kênh. Và nó sẽ có 4 đường giao loa, hiện tại thì em đang test ở kênh A và kênh B và nó sẽ có 2 đường link. Đấy, nó sẽ ghi kênh A và kênh B và input là đường link. Và có đầy đủ các chế độ đánh, từ đánh chập kênh là tránh bridge đây. Đánh bridge thì các bác sẽ vào hai cầu đỏ và đánh shifter mono. Nguồn con này là nguồn dời điện 220. Nói chung là những cái mã này đều là những mã bên cửa hàng tuyển chọn khá là kỹ từ về cái ngoại thất nhé. Ngoại thất thì các bác để ý từ phần mặt sườn này. Con này có quai sách này và có lưới chắn bụi và hai volume là hai volume chiến áp bi này. Những cái dòng sản phẩm này thì chắc chắn là các bác khi tham khảo giá trên thị trường rất là cao. Và bên cạnh đó thì cửa hàng khi về cho các bác là đều những cái hàng tuyển, mặc dù nhập giá tốt lên một chút, giá cao lên một chút so với cái giá nhập thông thường theo lô em tuyển chọn, nhưng mà em vẫn để cho các bác một cái giá rất là hợp lý. Thì em sẽ báo giá luôn ở trong video này. Các bác đầu tiên thấy là khoảng nguồn con này thì khoảng 20 đến 21 cm. Những cái dòng nguồn to, nguồn đồng và nguồn của nó qua kiểm định hết nhá, tem QC bát này đó. Và con này thì nó sẽ sử dụng những cái dòng sò NG tiếng sáng này. Đấy, dòng sò NG tiếng sáng và bù áp rất là khỏe. Con này rất là nhiều bù áp nhá, rất là nhiều những bù áp. Bên này cũng vậy. Và mên mạch của nó đẹp như này thôi. Các bác thấy là mên mạch một con đẩy mà em chỉ về thổi bụi qua thôi. Nó đẹp này, tụ đồng tụ KZ của nó thì một trong những cái dòng tụ rất là xịn sò rồi. Tụ của nó vẫn còn xanh biếc. À, nói chung là những cái hàng này thì nó được sử dụng khá là ít nhé. Hai quạt đằng trước này là sẽ quay sau. Khi
máy nóng thì nó sẽ quay đều hơn, nó sẽ quay hai quả đằng sau, còn đa số nó sẽ quay hai quả đằng trước. À, xin lỗi các bác, đa số sẽ quay hai quả đằng sau và nó sẽ hai quả đằng trước sẽ quay xong. Và con này sẽ để cho các bác giá là 3.200.000 một con đẩy gần 1.000W đấy các bác nhá. Sắp xỉ 1.000W. 3.200.000 giá này thì em báo giá tại cửa hàng, các bác có thể đánh những dòng full đôi, những dòng full đôi 30 hoặc 40. Nói chung là những cái dòng súp 40, 50, côn 100 thì các bác đánh ok nhé. Thì sang cái mã tiếp theo nó cũng là một trong những cái mã chi tông. Những cái mã này thì cửa hàng hầu như là về ăn đâu được bác chốt đến đó. Mã này thì sẽ có giá cho các bác là 3 triệu giá tại cửa hàng. Con này là 900W, con này thì chênh với con này khoảng 100W, con này 1.000W, con này có 900W. Nó chênh nhau. Và nguồn của con này thì so với nguồn của con này thì sắp xỉ bằng nhau. Nhưng con này nó ít sò hơn một chút, nó thiếu một cặp sò nhé. Đấy, nên là con này sẽ sử dụng cũng là dòng để các bác đánh full đôi 30-40. Nói chung là hai mã thì chênh nhau khoảng 200.000. Nếu bác nào cũng mà cần những cái mã mà đánh dư giả hơn thì bác chuyển sang mã này. Không thì bác dùng mã này ok. Tất cả cái hàng thì em bao zin bao đẹp hết nhá. Bao zin bao đẹp hết. Máy móc nó còn đẹp này chắc chắn là các bác sử dụng rất là ok rồi. Ngay cả cái lưới chắn bụi này và em giặt sạch qua là em vào là các bác sử dụng là nó vẫn còn cái bụi này. Nếu còn đẩy mà nó còn những cái lưới chắn bụi này thì khi cái thời gian sử dụng rồi xong một thời gian ấy thì cái bụi nó sẽ bám vào những cái này, thì các bác tháo cái lưới này ra, các bác giặt đi hoặc các bác thổi bụi qua. Nó rất đảm bảo cho một con đẩy. Nếu chúng ta biết sử dụng đúng cách đúng thì chắc chắn một điều là những cái con đẩy nó rất là bền. Con này thì em báo giá là 3 triệu tại cửa hàng, giá 3 triệu mốt em bao ship nữa. Em chỉ tính 100k, cước sẽ cao hơn nếu tính 100k cho tròn. Và cái dòng sản phẩm này thì được các bác săn đùng rất là nhiều. Ngày hôm trước thì em có về khoảng được gần chục chiếc thì các bác chốt hết rồi. Và tiếp theo thì ngày hôm nay có hàng với những cái dòng máy săn xui hình thức rất là đẹp. Hình thức của nó là một tấm phay nhôm nguyên khối phay CNC và nó được mạ màu vàng gôn nhạt. Cái này thì rất là phù hợp cho các bác chơi ở những cái tủ kệ nhà mình. Và có nghĩa là để nghe nhạc, máy săn xui thì nghe nhạc thì không phải chê rồi. Nhạc nó rất là hay rồi. Và các bác có thể trưng bày. Đấy, con này thì em về nó đẹp xuất sắc luôn, hầu như là trong máy của nó thì hầu như là không có một chút bụi nào. Bởi vì đời máy của Sansui thì nó làm rất là chất luôn. Nó từ làm cái về cái chất nhạc, từ về cái kết cấu linh kiện, từ về cái ngoại hình, ngoại thất của nó làm rất là chi tiết và chỉnh chu. Thế nên là vì vậy các bác nếu mà chúng ta muốn sử dụng một cái dòng cục đẩy mà vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, các bác chọn cái mã này. Con này thì 800W một kênh. Và trong máy móc của nó đẹp lắm. Nó vẫn còn nguyên những cái tem của nhà máy này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, cái tem này. Hoặc là phần tụ nhé. Con này sẽ chia làm hai kênh và mỗi kênh sẽ có một con tụ to và bốn con tụ nhỏ. Và nó sẽ có vỉ nâng tiếng để làm cho cái tiếng nó trong, nó sạch. Máy Sansui thì các bác nghe tiếng máy Sansui rất là ok rồi. Đời con này sẽ là gần đời 2017, 2016, tháng 5 năm 2016 này. Vì vậy các bác khi sử dụng những cái dòng sản phẩm này rất ok. Những cái dòng Sansui thì nó sẽ sử dụng cho các bác là một cái những cái rắc là rắc lưu chức chuyên nghiệp ra loa này. Đấy. Đang lưu chiếc chuyên nghiệp ra loa nhé. Và sẽ có hai đường vào, hai đường out, out là đường link nhé. Đấy, out đường link. Và con này thì theo tiêu chuẩn là của ISO 9001. Những cái dòng đẳng cấp thì nó tiêu chuẩn ISO rõ ràng, cụ thể. Con này thì giá tốt nhé. Giá em về thì báo giá rẻ quá nên các bác mua nhanh quá. Giá 2.3 triệu tại cửa hàng một con đẩy máy Sansui quá là xuất sắc, mặt vàng gold này. Và giá bao ship của nó sẽ vào 2.4 triệu nhé, 2.400.000. Thì trong video này thì em có lên 3 mã nhé. Mã này 2.3 triệu, mã này 3 triệu. Những cái mã chi tông của Đức này. Mã này đắt hơn một chút nhé. Công suất lớn hơn, đắt hơn một chút. Và hàng đẹp, con này hàng đẹp lắm. Thế nên là sẽ có giá cho các bác là 3.200.000. Tất cả em báo giá tại cửa hàng. Và các bác có nhu cầu tham khảo những cái dòng sản phẩm của bên em thì bác hãy đăng ký kênh nhé. Vì rất là nhiều bác khi xem lại bảo là sao hết hàng nhanh như vậy. Bởi vì là em lên bán giá tốt mà những cái con đẩy mà nó rất là đẹp em tuyển chọn, nên là các bác cũng ủng hộ khá là nhiều. Thì các bác quan tâm thì có thể tham khảo qua Zalo hoặc số điện thoại cửa hàng cùng số Zalo luôn nhé, 0396855899. Và các bác khi chốt đơn hàng, các bác cọc bên em một chút thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho bác nhé, sẽ bao zin, cam kết bao zin bao đẹp cho các bác. Ok, thì clip này thì em xin dừng tại đây và xin chào và hẹn lại các bác nhé.